Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong tuần qua. Tiếp theo chương trình là ghi nhận của chúng tôi về triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phóng sự huấn luyện tân binh ở tiểu đoàn phòng hóa 38. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Trong chuyến công tác các đơn vị phía Nam, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại Tổng công ty 28. Trong năm 2013, tuy thị trường trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, Tổng công ty 28 vẫn hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 132 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 6,5 triệu đồng một người một tháng, tạo được việc làm ổn định cho người lao động, đáp ứng tốt các mặt hàng trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang thị trường EU. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Tổng công ty 28 tiếp tục tổ chức kinh doanh đúng pháp luật, phát triển bền vững, đảm bảo tốt đời sống vật chất cho người lao động. Trong tuần qua, khối thi đua cơ quan quân khu 7 và khối thi đua quân sự địa phương 8 tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2013 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2014. Năm 2013, phong trào thi đua của khối 4 cơ quan quân khu gồm Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật thực sự là động lực thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về công tác quốc phòng địa phương, phối hợp hướng dẫn giúp đỡ xây dựng 4 đơn vị điểm, giúp cho các đơn vị xây dựng đạt kết quả tốt, phối hợp tham mưu cho Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, giúp các đơn vị tổ chức nhiều cuộc diễn tập, trong đó có nhiều nội dung sáng tạo, đạt kết quả vững chắc. Xây dựng và triển khai nhiều đề án kế hoạch nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu lên một bước mới. Nội bộ các cơ quan đoàn kết thống nhất cao, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nên nếp chính quy có nhiều tiến bộ. Trong năm 2013, hoạt động phong trào thi đua của khối quân sự địa phương đã tạo được nhiều sự chuyển biến và đạt chất lượng cao. Lãnh đạo chỉ huy các tỉnh thành luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó chú trọng đẩy mạnh phong trào lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động làm theo và nêu gương học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ. Trong thực hiện phong trào thi đua đã triển khai toàn diện, có trọng tâm trọng điểm các mặt công tác, tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị và các mặt công tác khác, tiêu biểu có các địa phương như Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của Việt Nam đã ra đi vào lòng đất mẹ. Nhưng với bao người, đại tướng vẫn sống mãi những ký ức, những năm tháng không phai của người dân Việt Nam. Hình ảnh của đại tướng với nhân dân, với cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang sẽ mãi là những hình ảnh đẹp của một vị đại tướng của nhân dân. Trong một ngày cuối tháng 11 tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, rất nhiều người đến để tham quan khu trưng bày triển lãm ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp do Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức. Tại triển lãm, những hình ảnh của đại tướng Võ Nguyên Giáp với nhân dân và lực lượng vũ trang thật gần gũi, thật giản dị. Các cháu thiếu nhi cũng có mặt để tận mắt nhìn thấy những khoảnh khắc của đại tướng qua những bức hình. Ở trường, các cháu cũng đã được học và giới thiệu về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng đến đây, với tất cả tấm lòng yêu mến vị tướng tài ba, dung dị và nhân hậu, trong các cháu đều có nhiều cảm xúc và ngưỡng mộ ông. Tụi con đã được thầy cô nhắc về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đóng góp công lao rất lớn đối với đất nước, là một đại tướng rất tài ba và kiệt xuất. Đã góp công trong việc đất nước được giải phóng hòa bình và giúp chúng con có một cuộc sống hòa bình yên vui như ngày hôm nay. Để tưởng nhớ bác, chúng con sẽ cố gắng học thật giỏi để lai mai lớn lên xây dựng đất nước và giúp đất nước ngày càng tươi đẹp, phát triển mạnh mẽ hơn. Tên tuổi của đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn tự hào về người anh cả, người chỉ huy, vị tướng tài năng xuất chúng nhưng rất đổi thân thương gần gũi. Công lao của đại tướng, của cuộc đời của đại tướng, những điều đại tướng đã làm là hết sức cao đẹp và rất tuyệt vời. Hôm nay tôi cũng rất vinh dự được đóng góp ở đây những tác phẩm mà do bản thân mình đã trực tiếp chụp trong những ngày tang lễ, thì có lẽ là một cái niềm vinh dự lớn cho bản thân tôi. Triển lãm về chân dung của đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đây có nghĩa, có thể nói là một cái hoạt động rất hết sức là có ý nghĩa
để cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang quân khu để về đây để tham quan, đồng thời là tưởng nhớ cái quá trình đóng góp cống hiến của đồng chí đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của dân quân đội của chúng ta. Triển lãm trưng bày 162 bức ảnh, trong đó có 20 bức ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 và nhân dân Nam Bộ. Những hình ảnh đầy cảm xúc và gần gũi của đại tướng với lực lượng vũ trang quân khu 7 sẽ là những tình cảm đặc biệt để đoàn viên thanh niên trong lực lượng vũ trang quân khu 7 tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Dịp này tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ nhiếp ảnh chiến sĩ tổ chức triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật về đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân. 69 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh người lính một thời tháp tùng gặp gỡ đại tướng, đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ để trưng bày trong triển lãm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập phòng thủ dân sự năm 2013. Đồng chí Vũ Minh Sang, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bình Dương và Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đến dự và phát biểu chỉ đạo. Qua đợt diễn tập phòng thủ dân sự đã nâng cao ý thức trách nhiệm của các ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh Bình Dương về phòng thủ dân sự, khắc phục thảm họa thiên tai, xây dựng kế hoạch phương án phòng thủ dân sự và chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng đối phó với các tình huống. Huy động tiềm lực của địa phương tiến hành các biện pháp đối phó khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, địch họa. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, duy trì sự sẵn sàng của hệ thống phòng thủ dân sự. Phát biểu tại buổi tổng kết, Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội đã tích cực chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm để cuộc diễn tập hoàn thành tốt đẹp. Đoàn công tác của Cục Quân y Tổng cục Hậu cần do Thiếu tướng Nguyễn Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y đã có buổi làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Gia Hòa, chủ nhiệm chính trị Quân khu 7. Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cao cấp của Quân khu 7 luôn được ngành quân y chủ động triển khai thực hiện chặt chẽ. Chất lượng ngày càng cao, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ đạt 100%, được ưu tiên khám điều trị bằng trang thiết bị máy móc hiện đại và áp dụng biện pháp chữa bệnh kỹ thuật cao tại các bệnh viện của quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Bình đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của ngành quân y quân khu 7 trong công tác khám điều trị, chăm sóc tốt sức khỏe cho cán bộ cao cấp quân khu 7 trong những năm qua. Hướng đến chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, 68 năm ngày truyền thống Quân khu 7 10 tháng 12, các bệnh viện Quân khu 7 gồm Bệnh viện 7A, Bệnh viện 7B, Bệnh viện Quân dân miền Đông tổ chức các đoàn y bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, nhân dân nghèo ở vùng căn cứ kháng chiến cũ và vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Quân khu 7. Trong đợt này, đoàn y bác sĩ của Bệnh viện 7A đến với nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, là một xã biên giới. Đoàn y bác sĩ Bệnh viện 7B đến với đồng bào xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Còn đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân dân miền Đông đến với xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, là xã vùng sâu vùng xa thuộc địa bàn quân khu 7. Đây là những địa điểm mà ở đó người dân có mức sống rất thấp, thiếu thốn về trang thiết bị thuốc men và cán bộ y tế. Chính vì vậy, khi nghe tin đoàn cán bộ quân y quân khu 7 đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà, bà con rất phấn khởi. Họ có mặt tại địa điểm khám bệnh từ rất sớm. Hiểu được tâm trạng của bà con, nên sau phần thủ tục giới thiệu ngắn gọn, các y bác sĩ dược sĩ điều dưỡng của bệnh viện nhanh chóng bắt tay vào công việc. Chính vì người dân ở đây ít có điều kiện chăm sóc về y tế, nên tỷ lệ mắc bệnh của bà con rất cao. Các bệnh phổ biến nhất là bệnh cao huyết áp, bệnh dạ dày. Nhiều bệnh thông thường nhưng không được chữa trị kịp thời, trở thành mãn tính. Các y bác sĩ các bệnh viện đã thông báo rõ tình trạng bệnh, hướng dẫn cách điều trị cho bà con. Hôm nay là chúng tôi là đến được cái xã ở cái vùng biên giới, thì tôi thấy rằng ở đây thì khi mà tiếp cận từ sáng giờ mới thấy rằng cái tình trạng sức khỏe của dân ở địa phương này thì còn rất là kém. Mà thứ nhất là thấy là dân nghèo khổ khó khăn. Rồi sức khỏe được chăm sóc không được tốt lắm. Cho nên là khi mà chúng tôi đến đây được, chúng tôi cũng cảm thấy hết sức là vinh dự. Hôm nay được cái khám bệnh với sự quan tâm của bệnh viện 7A quân khu 7 đến đây để mà khám bệnh cho nhân dân nghèo ở vùng sâu vùng xa. Chúng tôi rất vui mừng. Trong thời gian bệnh hoạn đây thì được các anh coi như chăm lo săn sóc. Thì hôm nay tôi thay mặt cho nhân dân ở đây
rất mang ơn y bác sĩ của bệnh viện 7A quân khu 7. Thì đây là sự mong muốn nhất của nhân dân chúng tôi ở đây, thì các anh coi như đến lo lắng được, thì chúng tôi rất cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Theo kế hoạch, trong vòng một ngày, các bệnh viện khám chữa bệnh cho 1.000 lượt người, trao quà cho gần 700 người dân với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng bà con đến xin khám chữa bệnh đã vượt xa con số dự kiến, nhưng các y bác sĩ của các bệnh viện đã không quản mệt nhọc, tận tình khám cho bà con. Với thái độ làm việc tận tình, trách nhiệm, đoàn y bác sĩ các bệnh viện đã để lại hình ảnh tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Ngày 21 tháng 11 năm 2013, Đại tá Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu giao nhiệm vụ cho đội K70 và K71 trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia, đợt 1 giai đoạn 13, mùa khô 2013-2014. Giai đoạn 13, mùa khô 2013-2014, hai đội K70, K71 có nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm quy tập trên địa bàn tỉnh Kampong Tràm, Siem Reap, Pantay Minh Chay và Bai Linh, Vương quốc Campuchia. Dự kiến số lượng 213 mộ liệt sĩ có thông tin. Đại tá Trần Hữu Tài giao nhiệm vụ cho hai đội xem đây là nhiệm vụ thiêng liêng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, gặp nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, cán bộ chiến sĩ đội K70, K71 phải luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững mối đoàn kết với chính quyền, quân đội và nhân dân nước bạn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2013, tại trạm khách T67, Cục Chính trị Quân khu, tổ chức lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2013. Tại lớp tập huấn, 130 cán bộ công đoàn và trợ lý chính trị làm công tác quần chúng của 25 đầu mối trong lực lượng vũ trang quân khu được giới thiệu những vấn đề cơ bản về công đoàn Việt Nam, nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn trong quân đội nhân dân Việt Nam, công đoàn đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công nhân viên chức lao động quốc phòng. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở về vai trò nhiệm vụ của giai cấp công nhân Việt Nam và công đoàn quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Để thực hiện tốt chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch trong năm 2013 và những năm tiếp theo, trong hai ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2013, tại Trung đoàn 201, Sư đoàn 302, Cục Hậu cần Quân khu tổ chức hội thi kỹ thuật chế biến và nấu các món ăn năm 2013. Có 31 đầu mối cơ quan, nhà trường, đơn vị đến tham dự hội thi với 81 đầu bếp với 40 tổ nấu ăn. Hội thi có 2 phần, phần thi lý thuyết, mỗi tổ xây dựng một thực đơn chế biến và nấu các món ăn của mình trong một tuần. Phần thi thực hành, kỹ thuật chế biến và nấu các món ăn ngày thường và ngày lễ Tết, theo tiêu chuẩn chế độ ăn hàng ngày trong quân đội với số tiền ăn theo quy định. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, ban giám khảo đã làm việc công tâm. Các đầu bếp được đơn vị cử đến tham dự cuộc thi đã thể hiện tài nấu ăn của mình, chế biến các món ăn ngon, hợp khẩu vị, đảm bảo chất lượng, hợp sức khỏe và đẹp mắt. Đặc biệt, các món ăn phục vụ lễ Tết được các thí sinh thể hiện đầy đủ các món ăn truyền thống, hiện đại, đa dạng vùng miền, vừa đẹp mắt, ngon miệng, đầy tính sáng tạo, thể hiện cho ngày lễ Tết vui tươi, lành mạnh. Thông qua cái hội thi này đó, thì để mà tìm ra những cái sáng kiến mới, những cái món ăn ngon, hợp khẩu vị, với cái giá cả là theo cái tiêu chuẩn chế độ tiền ăn hiện nay. Thông qua đó để các đơn vị là bổ sung vào thực đơn ăn hàng tuần, hàng ngày, để đảm bảo đời sống cho bộ đội và thực hiện tốt cái chủ trương của quân khu thì đảm bảo là ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm và uống sạch. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã tặng giấy khen giải nhất tổ chế biến các món ăn thường xuyên cho tổ nấu ăn thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Sư đoàn 302, giải nhất tổ nấu ăn ngày lễ Tết cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Lữ đoàn Công binh 25. Ngày 22 tháng 11 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, báo Thanh niên phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và tập đoàn TH Trung Miêu đã trao 50 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho con em cán bộ chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Tại buổi trao học bổng, 50 em học sinh sinh viên được học bổng trị giá mỗi suất là 5 triệu đồng cùng một món quà dinh dưỡng TH Trung Miêu. Học bổng Nguyễn Thái Bình do báo Thanh niên tổ chức có ý nghĩa sâu sắc, động viên tinh thần để các em phấn đấu học tập, đồng thời tạo thêm niềm tin để cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ quần đảo Trường Sa, DK1 yên tâm công tác nơi đảo xa.
Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 11 năm 2013, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức triển lãm quốc tế về viễn thông và công nghệ thông tin lần thứ 15 Việt Nam Telecom 2013. Gian hàng triển lãm của Viettel nổi bật và khác biệt bởi được thiết kế theo mô phỏng thành phố công nghệ hiện đại năng động. Với chủ đề công nghệ trong cuộc sống, khách tham quan được trải nghiệm những dịch vụ mới thú vị của Viettel như thiết bị di động, dịch vụ băng plus, TV được kết nối Internet băng rộng, rất nhiều tiện ích. Ngoài ra, khách đến tham quan còn được tận mắt chứng kiến mô hình về quy trình sản xuất thiết bị điện tử viễn thông. Triển lãm của Viettel tại Việt Nam Telecom 2013 minh chứng thuyết phục cho sự phát triển mạnh mẽ của Viettel trong suốt thời gian qua, trở thành tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Ngày 15 tháng 11 năm 2013, Tổng công ty Thái Sơn tổ chức trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại xã Phong Mỹ, huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre. Căn nhà thứ nhất được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Bi, là vợ liệt sĩ. 2 căn còn lại được trao tặng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mừng và gia đình bà Trần Thị Sánh, đều là mẹ liệt sĩ. Tổng công ty Thái Sơn hỗ trợ mỗi căn nhà 60 triệu đồng. Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng công ty Thái Sơn cùng chính quyền địa phương đã trao tặng các gia đình những phần quà thiết thực phục vụ cuộc sống. Kính thưa quý vị và các đồng chí, công tác bảo đảm hậu cần nói chung, công tác tài chính nói riêng giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Trong suốt 66 năm kể từ ngày thành lập 30 tháng 11 1947, 30 tháng 11 2013, đội ngũ cán bộ nhân viên ngành tài chính quân khu 7 luôn giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, công tác bảo đảm tài chính cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 7. Những năm qua, trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, ngân sách quốc phòng còn hạn hẹp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 7. Trước những khó khăn đó, ngành tài chính quân khu 7 đã thực hiện tốt chức năng làm tham mưu, giúp thường vụ đảng ủy, bộ tư lệnh quân khu 7 lãnh đạo chỉ đạo công tác tài chính trong lực lượng vũ trang quân khu đúng chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của quân đội, quản lý sử dụng ngân sách chặt chẽ đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Cơ quan tài chính quân khu đã bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang quân khu của từng địa phương đơn vị để cân đối đảm bảo và quản lý tài chính đúng trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung cho các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, xây dựng lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ, mua sắm vật tư trang thiết bị quốc phòng và các nhiệm vụ chuyên môn khác, đảm bảo đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách tiêu chuẩn phục vụ đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Xuất phát từ những tình hình nhiệm vụ cấp bách của quân khu, để đáp ứng nhiệm vụ đó thì đòi hỏi ngành tài chính quân khu ngày càng phải nâng cao về trình độ. Thì trong cái điều kiện đó thì ngành tài chính quân khu 7 không những đơn thuần về đảm bảo ngân sách là của nhà nước, của Bộ Quốc phòng cho quân đội, mà ngoài ra còn phải quản lý chặt chẽ các cái nguồn ngân sách khác như ngân sách địa phương và các cái nguồn thu khác để làm sao có hiệu quả quản lý chặt chẽ và điều hành, giúp cho thường vụ đảng ủy bộ tư lệnh quân khu quản lý chặt chẽ tất cả cái hoạt động tài chính và đảm bảo cho phục vụ cho cái nhiệm vụ quốc phòng, quân sự quốc phòng của quân khu. Một trong những kết quả nổi bật của ngành tài chính quân khu trong những năm gần đây đó là đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thành phố, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo đảm bảo ngân sách địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, ngành tài chính quân khu đã tham mưu cho cấp ủy chỉ huy các cấp quản lý sử dụng hiệu quả nguồn thu từ hoạt động tăng gia sản xuất dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Ngày nay, diện mạo của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu ngày càng khang trang, xanh sạch đẹp. Lực lượng vũ trang quân khu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Vì thế tầm vóc của quân khu 7 được nâng lên, đời sống cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu đang dần được cải thiện. Những kết quả đó càng khẳng định sự đóng góp quan trọng của ngành tài chính quân khu nói chung, cũng như sự nỗ lực cố gắng của mỗi cán bộ nhân viên tài chính quân khu 7 nói riêng trong suốt những năm qua. Kính thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, Tiểu đoàn Phòng hóa 38 Bộ Tham mưu Quân khu 7 được đánh giá là một trong những đơn vị huấn luyện giỏi của lực lượng vũ trang quân khu 7. Đặc biệt, chất lượng công tác huấn luyện tân binh ở đơn vị ngày càng bảo đảm và nâng cao.
Chính vì điều đó, tiểu đoàn phòng hóa 38 luôn được Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng giao nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới của tiểu đoàn cảnh vệ 180 quân khu 7. Những chiến sĩ này sẽ đảm nhiệm công việc ở các cơ quan trọng yếu của quân khu. Buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không của chiến sĩ mới nhập ngũ đợt 2 năm 2013 ở tiểu đoàn phòng hóa 38, Bộ Tham mưu quân khu 7. Không khí thật khẩn trương, nghiêm túc. Những chiến sĩ mới này bao gồm các đơn vị và của tiểu đoàn cảnh vệ 180, Bộ Tham mưu quân khu. Do vậy, công tác huấn luyện đối với các tân binh này đòi hỏi yêu cầu rất nghiêm ngặt cả về thời gian và chất lượng. Những bài tập bổ trợ được cán bộ huấn luyện áp dụng thường xuyên, liên tục nhằm giúp cho các chiến sĩ mới thực hiện động tác một cách chuẩn xác, giữ đúng độ cao, cự ly, đều và đẹp. Giữa cái nắng oi bức, các nội dung huấn luyện bổ trợ khác được các chiến sĩ miệt mài luyện rèn nhằm nâng cao khả năng thích ứng, nâng cao sức khỏe, sức bền của tân binh trong mọi điều kiện thời tiết. Đây là những phương pháp luyện tập rất cơ bản để các tân binh thích ứng với mọi nhiệm vụ sau 3 tháng huấn luyện. Cường độ huấn luyện ở đây hết sức cao với mọi điều kiện thời tiết. Nhờ vậy, qua 2 tháng huấn luyện, tôi cơ bản nắm vững các yếu lĩnh động tác của người quân nhân để đảm bảo sau này và phục vụ tốt cho đơn vị. Trên thao trường huấn luyện của đơn vị, các chiến sĩ mới đang hăng say huấn luyện nội dung bắn súng AK bài 1 bia ẩn hiện. Chỉ sau thời gian ngắn, tân binh đã thể hiện sự thuần thục, yếu lĩnh động tác, kỹ thuật. Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, bộ môn bắn súng là bộ môn cực kỳ quan trọng. Nhận thức điều đó, tôi rất tích cực luyện tập và thuần thục các yếu lĩnh động tác. Đáp vào qua 3 lần bắn thử bia số 4, bia số 7 và bia số 8, tôi đều đạt được kết quả cao và điều đó giúp ích rất nhiều cho việc công tác của tôi sau này. Nắng gió thao trường và cường độ luyện tập cao vẫn không làm cho tân binh cảm thấy căng thẳng, áp lực, bởi bên cạnh họ luôn có sự sâu sát động viên của cán bộ và những phút thư giãn vui tươi, ý nghĩa. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi thường xuyên bám sát thao trường, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi để giảm sự căng thẳng cho đội, tạo không khí tinh thần vui tươi, phấn khởi, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện. Sau mỗi buổi tập, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm ngay tại thao trường. Qua đây, cán bộ huấn luyện lắng nghe ý kiến của chiến sĩ. Chỗ nào chiến sĩ còn gặp trở ngại, hiểu chưa kỹ, chưa sâu thì cán bộ kịp thời giải thích, chia sẻ kinh nghiệm để chiến sĩ nhanh chóng tiến bộ. Đây cũng là cách nhằm tạo nên không khí dân chủ cởi mở trong huấn luyện cũng như trong mọi hoạt động của đơn vị. Yếu tố mang tính quyết định để đạt được cái kết quả huấn luyện cao đó là đảng ủy tiểu đoàn phải có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra, định kỳ và đột xuất, tổ chức rút kinh nghiệm huấn luyện, rèn luyện đội ngũ cán bộ huấn luyện về tư thế, tác phong và trình độ, động viên được tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học tự rèn của cán bộ chiến sĩ. Huấn luyện tân binh là giai đoạn hết sức quan trọng nhằm trang bị cho tân binh những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết của người chiến sĩ để sau 3 tháng huấn luyện khi về đơn vị nhận công tác, tân binh có đủ bản lĩnh, trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, bên cạnh huấn luyện kiến thức quân sự, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho tân binh, tổ chức tốt các hoạt động thiết chế văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến sĩ mới ngay từ đầu đã được đảng ủy, ban chỉ huy tiểu đoàn chuẩn bị chú đáo và chặt chẽ, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các thiết chế văn hóa, đẩy mạnh các hoạt động như hoạt động phòng Hồ Chí Minh, hoạt động 2 ngày nghỉ cuối tuần, dạy các bài hát quy định trong quân đội nhân dân Việt Nam, tổ chức sinh nhật đồng đội, vân vân, tạo không khí vui tươi trong đơn vị. Sự tiến bộ trưởng thành từ nhận thức, suy nghĩ, hành động đến những kỹ năng, tác phong của tân binh minh chứng cho quyết tâm của đảng ủy, chỉ huy tiểu đoàn trong thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện tân binh. Qua 2 tháng huấn luyện thì tôi đã nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều về nhận thức và bản lĩnh chính trị. Tôi đã hiểu rõ hơn về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam và truyền thống của tiểu đoàn phòng hóa 38. Bên cạnh đó, tôi đã rèn luyện được những kỹ năng, tác phong chính quy của quân đội. Một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới ở đơn vị đó là đảm bảo tốt chế độ dinh dưỡng, nâng cao chất lượng bữa ăn cho tân binh. Ngoài tiêu chuẩn ăn theo quy định, tân binh ở đây còn được ăn thêm từ kết quả của việc đẩy mạnh công tác tăng gia ở đơn vị. Chất lượng bữa ăn giàu dinh dưỡng, được chế biến hợp khẩu vị, vệ sinh, giúp tân binh ăn ngon, ăn hết khẩu phần, nên ai nấy đều khỏe mạnh, học tập, huấn luyện tốt.
sự nỗ lực cố gắng của mọi cán bộ chiến sĩ nơi đây đang mang lại thành quả ngọt ngào, đó là xây dựng được những lớp tân binh có chất lượng với bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, nắm vững kỹ năng cơ bản, cần thiết để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.